Kính chào quý vị và các bạn. Tạp chí Khuyến Công của Đài Phát Thanh và Truyền hình Ninh Thuận hôm nay có những nội dung chính sau. Phóng sự, triển khai đề án Khuyến Công năm 2024 đến các cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một thông tin cần biết, trích các nội dung tại Điều 5, danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công và Điều 6. Nguyên tắc ưu tiên theo Nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến công. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch triển khai đề án khuyến công năm 2024, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh, Phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố, tổ chức khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm lựa chọn các đơn vị có đủ điều kiện để trình Hội đồng xét duyệt danh mục hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương năm 2024. Tạp chí Khuyến công kỳ này, chúng tôi giới thiệu một số cơ sở doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư máy móc thiết bị theo đề án khuyến công năm 2024. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ năm 2021, nhưng hộ kinh doanh tạo xoắn Phan Rang, đặc sản Ninh Thuận Chi Anh đã mạnh dạn đầu tư, nhân giống và nuôi trồng thành công tạo xoắn Spirulina. Mỗi tháng, cơ sở thu hoạch từ 1,2 đến 1,5 tạ tạo tươi, với giá bán 1,7 triệu đồng một ký. Ngoài ra, cơ sở còn kết hợp với một số công ty thực phẩm trong nước chế biến các sản phẩm từ tảo Spirulina gồm tảo sấy khô, ngũ cốc tảo xoắn, sữa chua tảo. Các sản phẩm đều được kiểm dịch, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường và được người tiêu dùng đánh giá cao. Với mong muốn đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, cơ sở đã đầu tư hệ thống xử lý nước bằng công nghệ RO, hệ thống quy trình nuôi tảo ngoài trời bằng nhà kính, hệ thống sục khí và chú trọng khâu kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm. Tuy nhiên, do quy mô sản xuất và nguồn vốn của cơ sở còn hạn chế, vì vậy, hộ kinh doanh tạo xoắn Phan Rang, đặc sản Ninh Thuận Chi Anh mong muốn được tiếp cận nguồn hỗ trợ từ chương trình khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia để đầu tư mua sắm thêm một máy sấy thăng hoa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Để đưa ra được một cái sản phẩm tốt thì cần phải có những cái máy móc hiện đại. Bởi vậy mà ở đây, cơ sở đấy đang cần máy đó là sấy thăng hoa. Máy sấy thăng hoa là một cái dạng máy sấy với cái công nghệ rất là hiện đại so với hiện nay, còn giữ được từ tầm 97 đến 98% là chất lượng của sản phẩm. Rồi là hướng tới về sau nữa thì có thể là về các cái máy như máy chiết rót hay là máy đóng gói. Được biết là Trung tâm Khuyến công có những nguồn vốn dự phòng để cho phát triển sản xuất cái mặt hàng chủ lực của tỉnh nhà. Thì cơ sở cũng rất là mong muốn là được là bên quý cơ quan là quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện giúp đỡ để có những cái là máy móc hiện đại để tạo ra các cái sản phẩm tốt nhất cho phục vụ khách hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thành Kim Aluminium Esclat được thành lập từ năm 2020 với ngành nghề sản xuất gia công cơ khí ở thôn Long Bình 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước. Tuy gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng công ty luôn nỗ lực phát triển trong sản xuất, tìm cách để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Trung bình mỗi năm, công ty đạt doanh thu 6-7 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. Tuy nhiên, quy mô sản xuất còn hạn chế, hệ thống máy móc thiết bị còn lạc hậu, nên khó đáp ứng nhu cầu của thị trường về cửa sắt, cửa nhôm các loại. Thông qua Trung tâm Khuyến công Xúc tiến Thương mại tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Thành Kim Aluminium and Glass cũng mong muốn được tiếp cận nguồn hỗ trợ từ chương trình khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia để đầu tư mua sắm thêm máy móc, thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng cũng như mẫu mã sản phẩm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng thương mại dịch vụ Thành Kim Aluminium and Glass được thành lập năm 2020, chuyên sản xuất các loại và gia công các loại cửa sắt, nhôm và kính. Với định hướng phát triển lâu dài bền vững trong năm 2024,
Công ty dự kiến một máy nhôm hàng gốc CNC với giá trị gần 700 triệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi phí và đáp ứng nhu cầu kịp thời khách hàng trong và ngoài tỉnh. Công ty mong muốn Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tạo điều kiện để doanh nghiệp được tiếp cận nguồn kinh phí khuyến công để mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến nhằm nâng cao năng lực sản xuất và phát triển bền vững. Nhận thức rõ sự cần thiết của việc đầu tư máy móc, thiết bị trong sản xuất kinh doanh cũng như nắm bắt nhu cầu thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn nhựa Đức Thành Hưng ở khu phố 6, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng mạnh dạn đầu tư nhiều máy móc tiên tiến vào sản xuất. Cụ thể như đầu năm 2023, được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh, công ty đã đầu tư trên 2,1 tỷ đồng mua một máy mài song cành kính tự động có công suất 47 kW, trong đó từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đã hỗ trợ 300 triệu đồng. Hiện các sản phẩm của công ty không chỉ được người tiêu dùng trong tỉnh lựa chọn mà còn cung cấp ra một số tỉnh thành lân cận. Trung bình mỗi tháng, công ty đã sản xuất trên 6.000 mét vuông kính các loại, góp phần tăng doanh thu cho công ty lên hàng tỷ đồng, đảm bảo việc làm ổn định cho trên 20 lao động địa phương với mức lương từ 6 đến 9 triệu đồng một người một tháng. Thị trường rộng, nhiều đơn đặt hàng nên công ty đang tiếp tục mở rộng diện tích, đa dạng hóa các mặt hàng. Vì vậy, công ty mong muốn tiếp tục được tiếp cận nguồn hỗ trợ từ chương trình khuyến công quốc gia để đầu tư mua sắm thêm một máy cắt kính CNC tự động với kinh phí đầu tư trên 600 triệu đồng nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí trong quá trình sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong năm 2024 sẽ tiếp tục mở rộng và đầu tư về thiết bị máy móc để đáp ứng được nhu cầu thị trường cũng như tăng cái sự cạnh tranh của nhà máy so với các nhà máy tại thị trường của Nha Trang và Sài Gòn. Cũng rất là mong Trung tâm Khuyến công của Sở Công Thương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công ty chúng tôi trong thời gian năm 2024. Là doanh nghiệp đi đầu trong sản xuất, chế biến các sản phẩm từ măng tây xanh và liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản tại địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận ở khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang Tháp Chàm hiện có vùng nguyên liệu hơn 30 hectare trồng măng tây xanh, trung bình mỗi tháng cung cấp 35 đến 40 tấn măng tây tươi các loại. Riêng trà măng tây Linh Đan không chỉ hấp dẫn người tiêu dùng trong nước mà còn được xuất khẩu ra thị trường Trung Quốc và Đài Loan. Trung bình mỗi tháng, công ty đã tiêu thụ từ 15 đến 20 tấn trà thương phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm rau măng tây xanh và các sản phẩm nông sản của công ty cũng đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố. Đặc biệt, vào được hệ thống siêu thị, nhà hàng tại các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, tổng doanh thu đạt hàng chục tỷ đồng. Để khai thác tối đa tiềm năng công dụng của loại cây trồng dinh dưỡng này, công ty còn nghiên cứu thử nghiệm thêm một số dòng sản phẩm. Mỹ phẩm mặt nạ bùn khoáng măng tây ô liu, mặt nạ bùn khoáng măng tây nha đam, nước chiết xuất măng tây chua ngọt, bột dinh dưỡng măng tây, đồng thời mở rộng sản xuất kinh doanh. Trước nhu cầu đó, công ty mong muốn được Trung tâm Khuyến công hỗ trợ một máy luộc sục khí, một máy chiên hầm và một máy rửa trục cước, với mong muốn mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm có lợi cho sức khỏe và chất lượng tốt nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Đan Ninh Thuận thì cũng phát triển về nông sản với ở tỉnh Ninh Thuận là 10 năm nay rồi. Hiện nay thì qua quá trình sản xuất thì chúng tôi thấy cũng cái áp dụng về cái thiết bị máy móc á là nó rất cần thiết. Thứ nhất lâu nay là mình cái máy này thì lâu nay là mình sử dụng bằng tay chân thôi, cho nên là thứ nhất là chậm. Thứ hai nữa là cái sản lượng một ngày làm ra nó không được nhiều. Chúng tôi áp dụng được cái máy này thì là cái năng suất nó sẽ tăng lên và cái nhu cầu tiêu thụ của công ty là cái công suất nó sẽ tăng lên thì tiêu thụ cái sản phẩm của bà con nông dân là mạnh. Doanh nghiệp chúng tôi mà được cái sự hỗ trợ của sở thì cái đó thật sự là quá tốt. Tại vì những doanh nghiệp mà để mà khởi nghiệp hoặc là những doanh nghiệp mà chưa được mạnh thì là về cái vấn đề mà được nhà nước quan tâm mà hỗ trợ thì điều đó quá tuyệt vời. Tôi cũng mong rằng qua cái chương trình này thì sở sẽ có những kết nối nhiều hơn với doanh nghiệp. Theo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh cho biết,
Qua khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đăng ký đề án khuyến công năm 2024. Có 15 cơ sở công nghiệp nông thôn đã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định, 5 cơ sở công nghiệp nông thôn chờ bổ sung hồ sơ. Việc các cơ sở doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị nâng cao năng lực sản xuất hiện nay là hướng đi phù hợp trong đầu tư phát triển sản xuất, qua đó không những giảm bớt và thay thế các công đoạn sản xuất thủ công trước đây, khắc phục tình trạng thiếu lao động mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững. Sản phẩm làm ra có chất lượng và sức cạnh tranh đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thời gian tới, với sự chỉ đạo của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp, Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện thành phố, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn bám sát quy định khuyến công để xây dựng chương trình, đề án, trình Hội đồng Thẩm định xét duyệt đề án khuyến công của tỉnh, đảm bảo đúng quy định, sát thực tế. Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 5 năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45 về khuyến công nhằm mục tiêu động viên và huy động các nguồn lực trong nước và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Theo đó, tại Điều 5 và Điều 6 của Nghị định, quy định danh mục 7 ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công và 3 nguyên tắc ưu tiên đối với các tổ chức cá nhân. Một thông tin cần biết hôm nay, chúng tôi trích giới thiệu các nội dung các danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công và các nguyên tắc ưu tiên theo Nghị định số 45 ngày 21 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến công. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Điều 5. Danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công. 1. Tổ chức cá nhân quy định tại các điểm A và B khoảng 2 điều 1 nghị định này đầu tư sản xuất vào các ngành nghề sau đây được hưởng các chính sách khuyến công theo các nội dung quy định tại điều 4 nghị định này: A. Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và chế biến thực phẩm. B. Sản xuất hàng công nghiệp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, hàng thay thế, hàng nhập khẩu. C. Công nghiệp hóa chất phục vụ nông nghiệp nông thôn, sản xuất vật liệu xây dựng. D. Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện, điện tử, tin học, sản xuất, gia công chi tiết, bán thành phẩm và công nghiệp hỗ trợ. D. Sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp. E. Khai thác, chế biến khoáng sản tại những địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. G. Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp, xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn. 2. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế xã hội và yêu cầu của công tác khuyến công trong từng thời kỳ, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề được hưởng các chính sách quy định tại khoản 1 của điều này. Điều 6. Nguyên tắc ưu tiên. 1. Địa bàn ưu tiên. Ưu tiên các chương trình đề án thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật, địa bàn các xã trong kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện vùng cao, hải đảo, biên giới, đất liền, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo theo quy định của chính phủ. 2. Ngành nghề ưu tiên. A. Ưu tiên các chương trình đề án hỗ trợ phát triển công nghiệp cơ khí, hóa chất, phục vụ nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp. B. Ưu tiên các chương trình đề án hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm thuộc các chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp trọng điểm của quốc gia, vùng miền và từng địa phương. Sản xuất các sản phẩm có thị trường xuất khẩu, sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động. 3. Mức kinh phí ưu tiên hỗ trợ cho các chương trình đề án quy định tại khoản 1 và 2 của điều này đảm bảo thu hút được các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn vào các địa bàn và ngành nghề cần ưu tiên. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin trên cũng đã khép lại tạp chí Khuyến công kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.